Ông có cái ca có mang theo là công cụ gì không? Lại bỏ quá lại đây rồi, cái đó chiếc xe chạy về. Mục đích lấy tài sản của cái ca để làm gì? Chứ xài. Chưa có nhậu đó là kể cho nó nghe rồi. Nhưng mà cái ca kể cho chỗ chỗ nghe cái chuyện gì cái ca. Cái gì giờ kể cho để nhà tôi nhất á. Mọi chuyện trộm cắp tài sản của cái ca. Có kể cho nhỏ. Ca có nhận bao nhiêu chân? Cái đó có, mày gì bỏ ở đâu rồi? Bụi tôi lên. Cái gì? Bụi tôi lên. Anh mang theo là công cụ gì đó.